Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thịnh đốn gồm có IV News, tin phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Để bắt đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi IV News với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đường hầm có thể trở thành chiến thuật tương lai của quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ rất ghét các đường hầm vì người Nhật đã sử dụng chúng trên Aigozima để phục kích lính Mỹ. Việc cộng cũng vậy, họ đã sử dụng đường hầm khiến cho quân đội Hoa Kỳ phải khốn đốn tìm kiếm. Triều Tiên và Iran sử dụng những đường hầm này để bảo vệ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trong khi các đường hầm ISIS là một cái gai chết người ở Afghanistan, Iraq và Syria. Thậm chí Israel đã phát hiện các đường hầm Hezbollah, và Hamas xâm nhập vùng ngay bên dưới biên giới của họ. Nhưng theo một câu nói mà chúng ta thường nghe là nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ. Tức là if you cannot beat them, join them. Ngày nay, quân đội Hoa Kỳ muốn xây cất các đường hầm riêng trên chiến trường. The National Interest đưa tin, cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tức là DARPA, The Defense Advanced Research Project Agency vừa đưa ra một thông báo dự án Underminer sử dụng chiến thuật đường hầm trên chiến trường nhằm mục đích chứng minh tính khả thi của việc xây cất nhanh chóng các mạng lưới đường hầm chiến thuật, tạo điều kiện để tiếp tế an toàn và kịp thời. Theo nhân viên của cơ quan dự án nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, lính Mỹ có thể sử dụng kinh nghiệm này để giành một lợi thế trên chiến trường. Tuy rằng quân đội Hoa Kỳ không có kỹ năng cần thiết nhưng không phải là hoa kỳ thiếu hiểu biết về đường hầm vì hoa kỳ đã biết cách xây cất đường hầm cho mọi thứ từ đường hầm cao tốc cho đến các phương tiện lợi ích khác bởi vậy hiện nay ngũ giác đài đang nỗ lực đáng kể để phát triển kỹ thuật phát hiện và phá hủy các đường hầm nhưng còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn trong việc xây cất các đường hầm chiến trường theo cơ quan dự án nghiên cứu bộ quốc phòng hoa kỳ giải thích vì hệ thống chuyên ngành quân sự hoa kỳ tức là mos bao gồm kỹ thuật đào hầm, chiến thuật tấn công cũng như không có kỹ thuật hay là thiết bị nào hỗ trợ cho việc tạo hoặc là khai thác đường hầm chiến thuật. Ngoài ra, các hoạt động đào hầm hiện nay chủ yếu dựa vào các lỗ khoan thăm dò và các đèn hiệu chỉ dẫn trên mặt đất cần phụ thuộc vào con người để xác định các tuyến khoan hầm. Dự án Underminer sẽ tạo ra cách tiếp cận táo bạo, các thiết bị phát hiện, lỗ khoan và các hệ thống cốt lõi vượt qua những hạn chế này một mạng lưới đường hầm chiến thuật có thể cung cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ hậu cần an toàn cho phép xác định trước vị trí tiếp tế trong một chiến dịch hoặc là tiếp tế liên tục khi quân đội di chuyển qua một khu vực khác khả năng khoan nhanh các đường hầm chiến thuật có thể hữu ích trong các hoạt động dự phòng như tiếp tế đạn dược nhanh chóng giải cứu hoặc là các nhu cầu tức thời khác giai đoạn đầu tiên của chương trình cơ quan dự án nghiên cứu bộ quốc phòng hoa kỳ đưa ra bao gồm việc chi 11 triệu Mỹ Kim cho chương trình trong vòng 15 tháng, nhằm đánh giá hiệu quả của các phương pháp khoan và xây cất các đường hầm xét từ góc độ đặc tính kỹ thuật. Về đường kính, tốc độ, chiều dài, chiều sâu, phân nhánh, bán kính uống cong, độ chính xác, tính toàn vẹn cấu trúc và các hạn chế về cơ sở hạ tầng. Đường hầm chiến thuật cung cấp một số lợi thế sẽ cho phép quân đội Hoa Kỳ chuyển tiếp căn cứ hoạt động và duy trì đường cung cấp dễ bị công kích cũng như thêm một chiều không gian khác vào chiến trường mà quân đội có thể khai thác đường hầm chiến thuật mang lại một số lợi thế chúng cho phép quân đội mỹ rút lui khỏi căn cứ tác chiến tiền phương và các đường tiếp tế dễ bị tấn công chúng cũng có thể bổ sung một chiều hướng khác hướng dưới lòng đất vào chiến trường mà quân đội có thể khai thác Cơ quan dự án nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định mức tối thiểu việc xây cất đường hầm chiến thuật mà cơ quan nghiên cứu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là nhanh hơn 20 lần so với tiêu chuẩn hiện tại. Hệ thống này có vẻ giống như loại đường hầm được du kích Cộng sản Việt Nam sử dụng để di chuyển một cách vô hình trong chiến tranh Việt Nam, hơn là một tổ hợp đường hầm quy mô của Iran và Bắc Triều Tiên. Thật là thú vị, cơ quan dự án nghiên cứu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ mô tả các đường hầm là một phương tiện tiếp tế trong việc cung cấp thực phẩm và đạn dược cũng như cho các nhiệm vụ sơ tán. Không có dấu hiệu nào cho thấy là quân đội Mỹ sẽ di chuyển dưới lòng đất, mặc dù đó sẽ là bước tiếp theo hợp lý. Tuy nhiên, cơ quan dự án nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tình cờ đề cập rằng các đường hầm có thể sử dụng trong nhiệm vụ giải cứu, điều này cho thấy quân đội Mỹ có thể trốn thoát thông qua các đường hầm trong trường hợp khẩn cấp điều thú vị nữa là cơ quan dự án nghiên cứu của bộ quốc phòng hoa kỳ muốn kỹ nghệ đào hầm có thể tránh được các chứa ngoại vật bị chôn vùi do người tạo ra có lẽ những chứa ngoại vật nhân tạo đó bao gồm bất cứ thứ gì mà đối phương đã chôn xuống đất để cản trở lối đi ngầm của hoa kỳ chẳng hạn như thiết bị nổ đường hầm có thể hữu ích nhưng nó vẫn nguy hiểm những điều trên cho thấy các nhược điểm của đường hầm là kỹ nghệ này được công nhận là tốn kém về tài chính và không hẳn là an toàn. Việc quân đội Hoa Kỳ cảm thấy cần phải đi ngầm là bằng chứng cho thấy hoạt động ở trên mặt đất đã trở nên quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nhìn qua về dự án underminer thì phải nói, sau nhiều thập niên bị bại bởi đường hầm, quân đội Hoa Kỳ sẽ có cơ hội sử dụng đường hầm để chống lại kẻ thù. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.